The darkness is coming. Night King has been born. We used to walk in the light until greed grows endlessly. Lust becomes crazy. Gluttony gets drunk. Envy indulges. People get lost. The arrogant and abandon the faith. The wrath comes for endless. Darkness has driven out the light. The soul is fragmented. You make us. You murder us. Evil is raising in the darkness. It's time to pay for your sin. Hello mọi người, hôm nay mọi người đang mong chờ là sẽ hả có một người con gái kiểu xinh xẻo hot rồi cái tưng lên để review game đúng không? Không, một game không làm vậy. Tôi là con trai, tóc thiệt nha. Tôi thích đã tóc dài vậy thôi. Thiệt sự thì trước giờ tôi chơi game thì nó kiểu mấy game nó cũng phải cầm vậy nè đúng không? Thì hôm nay là tôi sẽ cầm chơi con game mà nó vừa mang tinh túy của mấy cái trò giống như kiểu là MU nè, Lai Nay nè, kiểu đại loại là nó phương tay một tí đó, nó không có giống như phương đông, không có kiếm hiệp, không có bay bổng, nhưng mà nó cũng bay bổng lắm. Rồi ok, thì giờ tôi sẽ vô game ha. Rồi nếu mà ông nào mà muốn gọi là vô mà chơi chung với Mọc tôi luôn đô tết luôn á, thì link tải game tôi có để phần ở phía bên dưới á, mấy ông cứ vô đó mà lấy nha. Pháp sư tử linh, ủa pháp sư gì cũng má nhìn cầm sao nhìn giống như kiểu Harry Potter mọi người. Đây, đây là kiếm thánh vật báu nam, kiếm cơ âm dừa nữ. Tôi thấy mấy con nhân vật nữ đây thiết kế khá là ngầu, ý là cá nhân của tôi thôi, tôi thích cái dạng này hơn là mấy game dạng nhân vật mà kiểu phương đông. Phương đông thì nhìn nó hơi bị kiếm hiệp, nó kiểu nó nhàn rồi đó, còn cái này thì nhìn nó kiểu nhìn nó lạ mắt hơn. Ok, vô đầu game rồi đây. Ôi nó tự, tính ra nó tự đi luôn nè. Nè, thấy không? Đẻ đi má ơi. Ôi biến nó biến hình nè mọi người. Cái con gì nhìn to vậy? Rồi đi đâu đây? Con này con gì đây? Quỷ nữa rồi, ok, quýnh nó. Chơi nó em, quýnh nó. Ủa hồi nãy là biến thành con khác, giờ biến thành con khác luôn. 10 Free VIP 10 luôn. Nó có VIP 1 luôn nè mấy ông. Chú chê. Tôi mới bấm có mấy chút xíu mà lên thẳng VIP 1 luôn rồi nè. Mấy ông đi cái mà boss á, xong rồi cái mấy ông vô là đánh đó là tự nó lên VIP luôn. Wow, kinh khủng nha. Hấp dẫn. Game này nó khá là tiện đó mọi người, kiểu thấy kiểu mọi người bây giờ chơi đâu cần thiết phải nhấn gì quá nhiều đâu, kiểu mọi thứ cứ cầm trên tay vậy nè, xong cái cứ nhấn vô đúng một cái chỗ thôi là nó tự nó làm hết cho mọi người. Nó khá là tiện, với lại nó giống như kiểu là nó không có gì quá đặc biệt để mà mình phải nhắc tới, nhưng mà cơ bản là tại vì nó không có gì đặc biệt nên là nó đặc biệt, mọi người hiểu không? Ý tôi là nó không có phải là quá màu mè, nó tiện nó gọi là nó tối ưu hóa cho cái người mà chơi, cái người chơi á, không biết mình đang nói gì luôn á thiệt á. Rốt cuộc cái mình nói xong cái mà nói đại loại là nó tiện vậy đi ha. Còn mấy ông vô mấy ông chơi mấy ông sẽ biết là nó tiện như thế nào, chứ còn hồi nãy tôi nói thì nhiều khi mấy ông không cảm nhận được. Cái gì đây, game số lượng lớn đăng nhập 365 gì vậy, đăng nhập 365 ngày tặng 2 triệu game. U là trời. Nó cho thiệt nè mọi người. Ôi trời, kéo mỏi tay luôn á. Trời wow. U wow wow. Không nhiều thiệt, không. Trời ơi. Nhiều lắm mọi người ơi, nhiều lắm. Đây. Tức nghĩa là ví dụ như hôm nay là tôi nhận được 300 thì ngày mai tôi nhận được 315, cứ mỗi ngày nó lên thêm 5 kim cương kiểu vậy. Mấy ông đăng nhập đủ 365 ngày là mình sẽ có tới 2 triệu kim cương được nhận, cho là lấy xong bí cảnh. Nó kêu là sẽ cho lên VIP 2 thiệt nè, tức nghĩa là mấy ông
vô cái bí cảnh này mấy ông đánh thôi, cứ đánh trong cái bí cảnh này là mình sẽ được lên VIP. Tôi thấy kiểu mà mấy ông chỉ cần lên VIP thôi là mấy ông đã nhận được đồ rồi đó. Nhưng mà kiểu mấy ông cũng đâu cần phải làm gì đâu, chỉ cần đánh bí cảnh là tự động mình lên VIP. Dù như VIP 3 thì nó cho game nè, xong rồi đây thì phiếu tầm bảo, tinh hoa trang bị nè. Mà các bạn là mấy cái đặc quyền VIP này thì nó cho mấy ông đồ đạc rồi đá hồn này nọ, thì nói chung là ok, cho là lấy thôi. Mà nó còn cộng thêm nhân vật của mấy ông nữa. Đây ví dụ như ở VIP 8 đi thì nó cộng công là 192 công rồi 3000 HP, xếp giết quái này nọ kia. Còn lên VIP 9, VIP 10 gì đó thì nó lại tăng công là 280, rồi tăng SS là 10%, rồi tăng thủ, tăng phá giáp này nọ. Thì nói chung là mấy cái phần thưởng VIP này thì nó free, nhưng mà nói chung là nó cũng ngon. Giúp review cho anh em một cái tính năng mà nó khá là quan trọng với mình, đó là tính năng tùy tùng. Thì tùy tùng thì nó giống như là con bét của mình vậy đó. Con này thì nãy tôi mới đi săn boss nó rớt ra cho tôi. Đây. Nó giống như là cái con bét đi chung với mình nè, đó mấy ông thấy không? Đó, đỏ đi chung với tôi nè. Đó. Rồi ok, thì đây là tính năng thú. Thì mấy con thú đây thì tại vì tôi hiển hóa rồi thì nó thành cái con này. Hiển hóa nó giống như kiểu là mấy ông bỏ skin vô trong cái con thú của mấy ông vậy đó. Giống như giờ con này của tôi đúng là con ngựa, nhưng mà tại vì tôi hiển hóa thành con chim. Nên nó ra thành con chim. Nhưng mà ví dụ như mà tôi tăng bậc con ngựa, tôi không thích hiển hóa nữa thì tôi tăng bậc con ngựa. Bậc sau cũng sẽ là một con ngựa trắng, xong rồi sau nữa sẽ là một con gì đó nữa tôi không biết, nhưng mà hiện tại là tôi đang cưỡi chim. Đây là con chim. Biết okay, thì cái này là tính năng thẻ hồn ha. Thì cái thẻ hồn này là tóm gọn cho mấy ông hiểu là nó sẽ giống như là nó giống như kiểu là mấy ông ghép ngọc trong mấy cái món trang bị của mấy ông vậy đó. Đó thì mấy ông thấy không, nó sẽ có khá là nhiều mấy cái thẻ gì không có đời đời vậy đó. Thì nó có mấy cái thẻ này thì mấy ông chỉ việc là gắn vô, xong rồi nó sẽ tăng một đống chỉ số như là công, phá giáp, thủ, HP. Đi thu thập mấy cái thẻ hình xong rồi gắn vô thôi. Mỗi một cái trang bị á thì tôi thấy đây thì nó sẽ gắn được tới 4 thẻ lần, để mấy ông có thể thỏa sức mà mấy ông ghép thẻ vô. Những cái thẻ này nó sẽ biến hình mấy ông nữa. Ví dụ như những cái thẻ con của tôi đi thì đang xài cái thẻ này thì nó sẽ biến hình mình thành cái con này. Cái con ở cái thẻ vũ khí á, nó sẽ biến hình mình thành cái con giống như cái con mà khi mà mình mấy ông thấy nãy giờ, cái con mà đại loại là khi mà mấy ông biến hình thành cái con hết á thì nó sẽ như kiểu là nó sẽ thay đổi hết cái kỹ năng của mấy ông, thì kiểu đam to hơn rồi trâu hơn các kiểu, thì dĩ nhiên rồi mạnh hơn thì đi boss khỏe hơn, nhanh hơn. Nhiều khi mấy ông biến hình cái mấy ông qua boss luôn, mà trong khi lực chiến mấy ông vẫn chưa đủ để mấy ông đi qua boss là sao, đúng không? Nên là tôi thấy là cái tính năng thể hình này nó cũng biến hình thì nó cũng khá là hay. Okay, tôi đi boss nè, giờ tôi đi boss cho mấy ông coi ha. Mấy ông chỉ việc đi vô xong rồi đó, đánh mấy con boss kêu bật, nó sẽ cho mấy ông đồ nhiều lắm. Nó được quá trời đồ luôn rồi, đó thấy không? Đó. Tiếp con này thì mấy ông, tôi thấy là kiểu mấy ông chỉ việc kiểu để ý á, kiểu cứ khoảng 10 phút là một con nó ra, thì chắc là lên level cao hơn thì nó sẽ ra lâu hơn, nhưng mà đó, thì mỗi một con boss trong game nó sẽ có một cái khoảng thời gian để hồi nhất định, thì mấy ông cứ việc canh giờ vô mà ăn thôi. Thì giờ tới tính năng phó bản đi ha. Đây thì này là có phó bản, thì này là có phó bản đơn với phó bản nhóm. Thì trừ khi mấy ông nào mà không hiểu tiếng Việt thôi chứ nghe là hiểu rồi, thì phó bản đơn là đi mình, còn phó bản nhóm thì là đi nhiều mình. Nhưng mà phó bản nhóm này chắc để kêu mấy ông trong công ty đi chung. Đây, vô đánh. Đây, vô rồi. Mấy ông gian nè, đó. Đây. Thiệt ra mấy người này cũng chơi, nãy thấy tôi ngồi tôi chơi á là cũng bắt đầu tải tải rồi, nhưng mà cơ bản là đồ cũng đẹp, cũng mạnh, nhưng mà yếu hơn tôi. Cái thì nãy giờ chơi, giờ tôi cũng vô được hệ thống thành chiến nè ha. Thì cái thành chiến này, cái cơ chế nó cũng khá là dễ hiểu. Nói chung là mấy ông sẽ phải tính toán, nó cũng đòi hỏi khá là nhiều cái tính chiến thuật của mấy ông á. Giống như là khi vô thành chiến thì nó sẽ có rất là nhiều boss, rồi mấy ông sẽ phải giống như là đạt thành của nhau, thì mấy ông sẽ phải canh coi là mấy ông ăn con boss nào. Ví dụ như sẽ có những con boss mạnh thì nó sẽ rớt ra nhiều cái điểm để mấy ông chiếm cái thành đó, nhưng mà ăn nó sẽ lâu hơn. Hoặc là mấy ông có thể chọn cái phương án là
giống như là mấy ông đánh mấy con boss nhỏ ít điểm nhưng mà mấy ông ăn được nhiều con. Thì như vậy thì những cái đội, những cái bang yếu hơn thì vẫn có cơ hội thắng đó, mà mấy ông gọi là giống như là mình có chiến thuật hợp lý. Thì đại loại là tôi thấy là những cái kiểu trong thành chiến như vậy thì nó sẽ tối ưu hơn về cái đoạn là gọi là tăng tính đoàn kết giữa anh em với nhau, chứ không phải là kiểu hai bên mẹ bay vô quýnh nhau tá lả. Mà thiệt ra thì giống vậy thì bên nào mạnh thì bên đó chắc chắn là thắng rồi. Ok, cái này là tính năng vui nè. Mấy ông biết không, kiểu khi mà mấy ông chơi cái game phương Tây á thì thường cái bang á nó sẽ gọi là clan hoặc là gui, còn phương Đông thì nó thường gọi là bang, thì nó cũng dễ hiểu mà. Thì nói chung là nó hoạt động y chang như một cái bang thôi. Thì nói chung là mấy ông vô một cái gui mạnh thì cơ bản là dĩ nhiên là nó sẽ giúp cho mấy ông được kiểu top bảo kê, đi săn boss thằng nào bố láo rồi bữa vô cái đầu liền đó. Rồi mọi thứ làm hoạt động chung với mọi người, có người nói chuyện, có người tâm sự tuổi hồng hay là tuổi gì đó tôi không biết, nhưng mà mấy ông cứ việc vào vui đi thì nó sẽ có rất là nhiều những cái lợi ích cho mấy ông, tại vì chơi game mà chơi mình lủi thủi cái chén lắm. Rồi ok, còn cái này là tính năng thần long nè. Thì cái thần long này nó kiểu như là nó thiên về cái PvE nhiều hơn, nhưng mà kiểu nó đại loại thì hít sơ sơ cho mấy ông hiểu á, thì nó giống như là một dạng là mấy ông sẽ cùng tổ đội với hai người, xong rồi sẽ đi vô trong đó và đánh qua những cái tầng khác nhau, thì mấy ông sẽ lật được những cái thẻ bài. Và mấy cái thẻ bài đó khi mà mấy ông lật ra thì nó sẽ gây ra nhiều cái hiệu ứng khác nhau trên cái quái, trên cái tầng đó, và mấy ông cứ càng đánh qua cái số tầng càng sâu á thì cái phần thưởng mà mấy ông nhận được nó sẽ càng nhiều, và nó cũng đại loại là nó cũng khá là hấp dẫn. Theo tôi thì tôi thấy nó hấp dẫn, nhưng mà tôi thì tôi thích DBK hơn, nên là thích kiểu mà cái tính năng mà nó thiên là đánh nhau thôi, chứ còn mà PvE thì không mê lắm. Ok, thì mình như thế này tôi vừa mới biết á, là cái này nó còn có tính năng AFK nữa nè mấy ông. Kiểu giống như là ai mà bận quá, xong rồi cái vô đây cái mình sẽ để giống như là khi mà mọi người đi cái biết cảnh này nè, thì nó sẽ tăng cái tỷ lệ AFK của mọi người lên, tức nghĩa là mọi người AFK sẽ được nhận nhiều kinh nghiệm hơn, thì nó sẽ phù hợp với những người nào mà kiểu bận rộn, kiểu đi làm như tôi nè, kiểu lâu lâu rảnh được 15-20 phút cái vô nhấn đi một vài con boss hay là ăn một vài cái phó bản bí cảnh này nọ, xong là tôi lại phải đi làm nữa rồi. Thì đó, nó cũng khá là phù hợp với những người bận rộn. Ủa Hiếu, sao mày giàu vậy, gương ở đâu mà nhiều quá vậy trời? Điên thứ ba, cái game này ai nạp tiền đâu, nãy giờ tôi chơi hả có chút xíu chừng nữa 15 phút nửa tiếng gì đó mà 7,000 mấy kim cương rồi nè, toàn là hả nhận free. Giờ vô VIP nè đó, giờ vô VIP nó cũng có tặng, mà bây giờ đi đánh quái nó cũng có tặng, mà vô thành tụ nhận nó cũng có tặng nữa. Đây thấy không, đó vừa mới nói là ông bấm thành tụ nhận cái được 1,200 nữa nè đó. Game đâu cần làm gì đâu, chỉ cần vô bấm thành tụ nhận đi làm đánh quái là có tự động có kim cương. Mà còn chưa kể nãy tôi nói đó, cái game này nó còn đăng nhập mà 365 ngày nó tặng cho 2 triệu kim cương nữa. Hỏi sao mà không nhiều, đã đâu có xài cái gì đâu, đã con người tặng tiền, người con. Mặc dù tôi là dân Sài Gòn mà tôi tặng tiền cho người miền Trung vậy đó, tôi thích xài, ok. Tổng kết lại tôi thấy là cái game này nó khá là dễ chơi, cũng nhẹ, đồ họa thì nói chung là đẹp. Đẹp so với... À mà không, đẹp. Nói chung là đẹp, tại vì tôi thấy là nó cũng 3D nè, 2D rưỡi, nhưng mà nó là 3D hay là 2D rưỡi đó. Thôi kệ đi, đại loại là nó đẹp, hiệu ứng này nọ, rồi nó cũng khá là tối ưu cho người mà kiểu người bận rộn. Thao tác thì rất là tiện, một tay một là chơi một ngày nó cũng được. Thì chắc là vậy đó ha, review sơ sơ vậy thôi. Thì mọi thứ về game á, như là kiểu linh tải rồi trang chủ rồi nói chung thanh bay, mọi thứ về game tôi có để ở phần mô tả phía bên dưới. Thì trên mất dưới đó có code nữa, để tôi chỉ mấy ông, hướng dẫn mấy ông nhập code nha. Thì code thì mấy ông vô đây nè, đó, xong rồi vô đây, đó, rồi xong rồi mấy ông cứ việc copy pass. Đấy ở dưới á, mấy ông copy pass, còn nếu mà sợ copy, ông nào không biết copy thì đánh tay ra cũng được. Đó, nhập vô, đó thì nói chung là cứ vô chơi với tôi, code ở dưới, rồi lên tải game tôi cũng để dưới luôn. Ông nào vô chơi thì chơi, vô chiến với mặt game tôi nha. Ok.